Tỉnh này cũng đã cấp 5 mã số vùng trồng nho với diện tích gần 73 hecta, mở rộng diện tích trồng nho theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên gần 214 hecta. đồng thời tập trung đưa công nghệ cao vào sản xuất trồng giống nho mới, giống nho không hạt chất lượng cao, trồng nho trong nhà màng. Cùng với đó, chuyển đổi những diện tích lúa cuối kênh, không chủ động nước và các cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng nho. Tính đến nay, diện tích cây nho ứng dụng công nghệ cao chiếm 31% tổng diện tích trồng nho toàn tỉnh Ninh Thuận. Thu nhập từ trồng nho trung bình đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một hecta một vụ.